chị Nguyệt Phương sẽ hướng dẫn mọi người lắp ráp máy của bộ lắp LED 10.5 inch. Sau đây mình sẽ tiến hành cái cách lắp máy cho mọi người xem nha. Ở đây mình có ba dây nguồn thì dành cho ba máy. Thứ nhất là máy cắt, thứ hai là máy ép và thứ ba là máy hấp nha. Máy cắt, trước tiên là máy cắt. Thì ba dây nguồn đó mình chỉ gắm vô một ổ điện, gắm vô cái ổ điện của mình á. Mình gắm qua máy ép nha. Đây, cái ổ nó nằm ở đây. Rồi, ở đây mình có 4 cái dây ống hơi. Thì thứ nhất, dây ống hơi của máy bơm và một đầu chia 3. Thì dây ống hơi này mình gắn ở chỗ van. Đây nha. Rồi, còn 2 ống nhỏ, ống 8 còn lại. Thì mình gắn từ cái máy hấp này. Một ống mình cho ở máy hấp. Rồi một ống từ máy ép. Gắm ở chỗ đây nha. Và hai dây ống đều là mình gắn vào cái đầu chia 3 kết nối từ bơm nha. Đây. Còn cái dây ống to còn lại cắm từ máy hút ống 12. Mình nối qua bên máy ép nha. Đây, ống còn lại ở đây nha. Rồi, xong.